Con này là mới vừa thay lồng rừng xong, giờ nó đã hưng lên rồi nha anh em. Con này thì ít bữa nữa chơi về lồng là sẽ đi tập được nè. Con này là đồng khoe, có mấy chuyện đầu nó là hụt lỡ rồi. Sau này là giống mộc cho anh em. Mày đã suy nghĩ rồi. Con này thì vừa tập được rồi anh em. Con này là con mồi của mình hôm bữa trước đi bị dính bim bim. Cắn tét là mình hết rồi. Mình đang về rách dây đầu luôn. Nhưng mà nó không sao, mình đang dưỡng lại, giờ nó gù không ra tiếng mới, nó gù anh em nghe đấy. Rồi hôm nay là mình sẽ đưa lên một con bối nổi đồng khoe thổ cục lỡ mấy chân đầu. Còn sau này là một cục. Con này thì bác ở ngôi thì ca dặm đa số là thúc gù. Con này là nó ở ngôi nó thúc gù rất là mạnh. Nó quẹo cây là nó chưa vô cây, mình là ở ngôi là đã thúc gù rồi. Vừa đây mình nuôi để cũng lâu rồi, 1-2 năm rồi đấy, tầm đó là để giờ để hưng lên về để nổi rồi. Rồi đó là cái nút chơi nó. Thì bây giờ mình sẽ quay đều mặt cho anh em xem. Mặt thì đỏ rồi, đầu mặt đẹp, dán cơm là đẹp. Bùa Long Huy thì dây chắc điều bộ cơm ngọc nồ trên lưng là kín bơm luôn, không hở luôn nha anh em. Rất là to chắc. Con này thì vừa anh em, những anh em thích những con bội đinh lên mà vừa đi tập ấy, từ từ dìu lên cho nó kem giác ấy, thì nó vừa chắc nhanh thôi. Vì mình chơi, mình nuôi đã kinh nghiệm rồi, mình đã biết con cu nào là đi tập được về ra rừng ghế thôi. Con này thì giờ xem qua lồng nhứ và đi giọt lại tập nó lại vài chiến cho nó quen rừng rồi, đó là nó sẽ chơi thôi. Còn mình bé chích nuôi trong lòng nuôi thì nó ghế gu nhiều, nhưng mà sang qua lòng giữ lại thì nó phải ít ghế và nó chỉ vài chiến nó sẽ chơi ngon thôi. Còn con lì thì chiến đầu tiên thì nó vẫn ghế đừng rất là kín. Một bộ lông dần éo nó thì quế dây con này thì nó lúc con ngồi để nó là thổ nhiều phần đồng nha anh em. Em thấy cái lưng nó hai cái cánh là bó chặt vào không hở lưng, vuốt ra sâu luôn. Em thấy không? Rồi mình xin chào tất cả những anh em nào đang xem cái video của con bối thổ khoai đồng này của mình nha. Em xem kỹ lại đeo mặt một tí nữa nè.
trông to